24 lắp màn hình Android 2K gì hả anh em? Hiện tại thì đã là 2024 rồi. Cái công nghệ hiện tại cũng rất là nhiều công nghệ mới dành cho xe ô tô và thiết bị lắp đặt trên xe ô tô. Thì hôm nay em lại giới thiệu lại một cái bộ màn hình liền camera 360 với cái độ phân giải là 2K, 2K là trên màn hình nhé. Cam 360 ở bộ này thì cũng là siêu nét luôn. Ở đây là cái model ZX10 cộng phiên bản giới hạn của thương hiệu ZTEC. Anh em nhìn thấy không? Cam siêu nét nhé. Đó. Thì cũng như một số phiên bản khác thôi. Ở phiên bản này thì là các cái tính năng như nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường vẫn đầy đủ cả. Nhưng mà cái đặc biệt hơn đó là cái độ phân giải 2K. Và cũng như là con này nó có thêm một cái nữa là giám sát xe từ xa nhé. Giám sát xe từ xa. Đó. Độ phân giải con này là 2K. Cực kỳ nét. Với cấu hình là chip 8 RAM, RAM 8 GB ROM 128 thì sử dụng nó siêu mượt luôn. Đó, siêu mượt. Anh em thấy tốc độ xử lý nhanh không? Ở đây là một cái bộ màn hình liền camera có lẽ là đáng lắp, là bộ màn hình liền camera 360 có lẽ là đáng lắp nhất 2024 đến thời điểm hiện tại anh em nhé. Anh em nào đang quan tâm cũng như tham khảo lắp đặt màn hình liền camera 360 thì em mời anh em tham khảo cái ngay cái model ZX10 cộng phiên bản giới hạn.